Rồi shop đồ cô Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay lâu rồi mình không có lên video nha anh em. Thì bữa nay mình lên video để mình thanh lý mấy con máy này nha anh em. Mấy con máy này thì nó bị lỗi nước sơn nha anh em. Đó. Thì về mấy chục con thì nó cũng còn mấy con này nó bị lỗi nước sơn, như con này thì không có nha. Mình này con này mình còn có 1 con nên mình thanh lý luôn nha anh em. Đem lên thanh lý luôn. Không ai nói thanh lý chứ vẫn là bán giá cũ, con này vẫn bán giá cũ nha anh em, con này vẫn bán giá cũ giá 950 một con. Thì còn những con này thì tùy vào tình hình mà xấu đẹp ha. Đó. Thì mình bán từ 900 đến 1,1 triệu ha. Hoạt động thì khỏi bàn cãi nha anh em, mấy con này hoạt động rất ok, mấy con này mới hoạt động thì bao lỗi hoạt động, tại ngoại hình của nó để lâu năm quá ha. Cái nước sơn nó cái dầu trong máy nó tan chảy ra, cái nó làm ảnh hưởng đến cái nước sơn, nó làm mềm cái nước sơn á, cái để trong trong cái hộp lâu năm quá cái nó dính cái bịch ti lông đó. Thì xếp lên từng con cho anh em coi, thì giá tùy theo từng con ha, con nào nó có giá con đó. Thì mình sẽ sắp từng con, sắp từ theo thứ tự ha anh em. Chất thứ tự đó, đây con ở đây con cuối cùng ha, cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu, mở ra giới thiệu cho anh em đó. Thì bây giờ mình sẽ lên từng con ha, 8 con với con này nó là chính ha. Rồi lên từng con, mở ra cho anh em coi từng con ha. Hoạt động thì khỏi bàn cãi anh em. Anh em về xài mở ra phải dặn nha, dặn cái chỗ này nha, nó cứng lại. Đó, hoạt động thì rất là ok nha anh em. Đó, con này thì là 1,50 triệu nè, 1,50 triệu. Ngoại hình bên này thì rất ok nha. Đó. Đó, mấy cái đốm mà này nè là do cái bịch ni lông á, bởi vì bịch ni lông nó mềm nước sơn nó dính vô. Lúc mà gỡ ra cái nó bị dính theo cái vân của bịch ni lông. Nhưng mà rất ít nha, con này rất là ít ha. Anh em xem ha. Đó. Đó, nó vẫn dính cái vân gỗ của bịch ni lông đó nè, dính sơn thì nó không có tróc nha. Cối mô bên sánh cái này mình chỉ bán theo ngoại hình nha anh em, còn đối với hoạt động thì thông số thì anh em đã có coi rồi, một số anh em đã coi coi rồi ha. Thôi giờ mình nhắc lại luôn ha, là thông số con này là size 9.000, dây số 7 vô 190 m, là dây số 8 là vô 150 m nha anh em. Dây số 6 vô là 230 m, dây số 5 vô là 285 m nha. Cái này là size cối nha anh em. Nhưng mà máy này là nói chung là kim loại, full kim loại nha. Full kim loại rất trâu bò nha anh em. Cái dòng này là mấy chục năm rồi. Đó. Dầu của nó muốn khô cho nha anh em. Đó. Về anh em nè, khô muốn cục cho nha. Đó, về anh em châm nhớt, châm dầu vô, dầu vô máy may á, là tự động cái dầu này nó tan ra. Đó. Full kim loại nên con này nó trâu bò lắm nha. Mình làm cảo cá mười mấy ký bình thường nha nè. Đó, hoạt động ok cho. Nói chung là bao lỗ hoạt động cho anh em nha. Bây giờ mình nói thông số lại cho anh em thôi. Sẵn mình đo dòng tua cho anh em luôn. 1, 2, 3, 4. Nó khoảng 4,8 ha. À quên, ở trên đây nó có ghi nè. Nè, 4,8 nè. Ráp từ 8 đến 16 kg nha. Nặng con này trọng lượng nặng là 480 g. Nha.
Đi thông số nó vậy. Giờ coi ngoại hình thôi. Đó. Con này 1 triệu mình bán cho anh em giá là 1 triệu 050 ngàn nha. Giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Nó made in Japan ha. 1 triệu 050 ngàn. Con số 1. Full hợp phụ kiện gì đầy đủ hết trơn nha anh em. Đó, sách hướng dẫn là bao nhung nè, rồi chạy giữ cước nè, rồi có cái dầu trong đây luôn nha. Chung là đầy đủ hết trơn, full giống như cái ngồi một cái máy mới trong hộp mà anh em đập hộp á. Đó. Rồi, con này 1 triệu 050 ngàn con số 1. Tiếp theo con số 2. Con số 2 nữa ha. Đó. Con số 2 giá 950 ngàn ha, 950 ngàn. Nè, anh em xem nè, đó. Nó dơ lâu ngày nó dầu nó ra cái nó dính cái bịch ni lông nè, cái bịch nó nè. Đó, cái bịch đựng nó nè. Đó, nó dính cái nó quằn 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 lên nè anh em. Đó, thấy không? Đó. Chứ không máy này chưa có bao giờ mà đi mà câu gì chân nha anh em. Đó, thấy không? Ok không? Máy là bao lỗi anh em luôn nha. Anh em về là xài là dặn cái này có cái này ra nha anh em. Sao dẫn vô ha. Rồi con này mình bán cho anh em với giá là 950 ngàn nha. 950 ngàn. Bán xả rồi vốn luôn anh em. Tiếp theo là mình lên con số 3. Cũng nó luôn ha. Nói chung là con này chịu nha anh em. Con này chịu. Đó, con này thì bên đây ok nha, bên mé đây ok ha. Đó, có anh đây nhẹ xíu thôi ha nè. Đó. Nó tội cái ni lông nó dính vô đây thiệt chứ. Còn máy là bao rồi hoạt động anh em nào mà mua về mà tới tay anh em mà anh em nói báo lỗi thì đây trả về cho shop nha. Còn ngoại hình thì mình shop sẽ báo cho anh em từng con. Đó. Ngoại hình sau thì nó có lên video này nha. Mình cũng không có chụp hình luôn nha anh em, mình bán trên video này luôn. Đó, anh em xem kỹ, con số 3 nha, con số 3 triệu. Đó, mình lên mình từng con cho anh em xem vậy luôn. Chụp hình thì thôi, con chụp hình con nào nó như mấy thôi nên không có chụp. Thì mình bán trên đây luôn. Đó, anh em nào hỏi thì mình cứ gửi link video cho anh em xem. Con số 4 nha anh em, con số 4 con 1 triệu nó 050 ngàn nha. Đó. Đây nè, đó. Ở trên đây là mình không nói tới nha, con này là không bị gì hết. Chỉ có bị khúc này nè. Khúc cái body máy nè ha. Đó, nó bị vậy đó. Đó. Còn cái này là dầu nó ra nha anh em, dầu nó ra về anh em xài thời gian là chủ cái nó hết thôi nha anh em. Đó, còn mình đây không có này nè, thấy không? Đó, mấy anh đây không có nè. Máy này chỉ có ở đây có thôi nha. Đó. Nhưng mà rất ít. Rất ít nha nè. Đó trên đây nữa nè ha, trên đây mà trên đây thì đâu có gì đâu. Đây không có ha. Rồi, 1 triệu 50 ngàn. Phụ kiện đầy đủ. Đó, anh em xem là con nào được ok thì anh em mới chốt nha. Chung là mình thanh lý. Con số 4 triệu 50 ngàn. Tiếp theo con số 5.
Đó, gờ gỡ lên nó còn dính dầu nữa đó. Con số 5 bao nhiêu đây? 900 950. Rồi con này xong mới mà chín à, đây con này nó bị trên này. Bị trên cối này ha. Đó. Bị trên cối này ha. Anh em xem kỹ nha. Xem kỹ cho chốt nha anh em. Đó, bán là mình nói là máy bị lỗi nước sơn. Ha, lỗi nước sơn thì mình bảo là lỗi nước sơn. Chứ anh em đòi máy mới là không ok nha. Không quan trọng ngoại hình thì anh em cứ mua mấy cái này xài nha, bao hư anh em luôn. Đó. Thì cái này trên đây nó cũng bị nữa ha. Bị dính nước sơn nó chảy sao. Đó. Con này 950 mà cũng thấy ok quá anh em. Đó. Thân thì không có nha. Chỉ trên cái cối thôi nha anh em. Ra con này đó. Nè. Mà thấy anh em. Này mình dẹp nhẹ cái nó cũng cũng có giúp trời nữa nè. Chúng này nó xài nó không biết sao nữa. Nó không sao nó gì đó. Rồi. 950. Con số 5 950. Tiếp theo con số 6. Mấy chục năm rồi. Chung là đó, con này như 1 triệu. Một bên này không có nha. Bên này không có nè. Xuống đây có nhăm nhăm xíu nữa ha. Đó. Qua đây. Qua đây thì có chỗ này. Đây. Nha. Đây. Cối không có nha. Nồi không có nha. Nồi không có. Đó, rồi con này 1 triệu. Con số 6. Chung là hoạt động thì bao nữa anh em nha. Số 6 triệu. Số 7. Số 7 1 triệu mốt. Ủa trời ơi, không lẽ mới để lên nó dính này, nó dính nữa sao trời. Cái con này nó rất đẹp mà gì ghê quá vậy, nguy hiểm quá vậy. Anh thà dục cái bịch này luôn quá. Con này mình bán cho anh em 1 triệu thôi nha anh em. Nó bị cái nồi nó bị nha. Đây, cái nồi nó bị nè. Đó. Nó cái nồi bị nhưng này không bị. Bên đây không bị. Đó. Rồi con này mình để cho anh em 1 triệu nha, 1 triệu nha. Đó. Máy thì bao lỗi nha. Con số 7 triệu. Con số 8. Rồi con số 8 950. Được cái bạch luôn. 8 950. Đó. Bị gì đây? Đó. Ha. Đây. Dưới mặt dưới không có nha, mặt trên này thôi nha. Đó. 55 55 anh em xem đi. Đó. Ha. Dưới đây không có. Có mà ít ha, nè, đó. Rồi nó dính cái bịch lên nè. Thấy khổ không? Đây, có đây nữa nè ha. Đây. Lỗi nước sơn nha. Còn 950. Em xài về thì mở này ra, dẫn này ra nha.
giảm theo chiều kim đồng hồ nha anh em. Động thì ok luôn, bao lỗi anh em. Rồi 950 con số 8, 950. Rồi, con này cũng 950 luôn. Con này con đai qua có tâm ha. Dòng này thì nó đẹp rồi. Size cũng bằng kia. Mà tội cái màu đen nó không anh em không có chuộng ha. Bỏ cái bịch luôn. Đó. Thì mấy con này thì mới ok nha anh em. Còn có một con nha. Để mình là lao lại cho nó bóng bóng lại đây. Để trong bịch, để trong hộp đó, không có mở ra lao anh em. Anh em về lấy dầu lao lại nha. Không có tin luôn á. À, lấy dầu anh em về lấy dầu lại lao chỗ này nè, chỗ này nó ra dầu rồi. À, nó không có bóng. À, còn máy thì không có trầy luôn nha anh em. Máy thì không có trầy nha. Đó. À, dầu nó ra đường đít nè. À, lâu năm quá để đây, chung là về shop về cũng không có kiểm tra mở con nào bán đó anh em. Ha. À, nhưng mà cái này ok hết trơn ha. Chung là mấy con này là bao lỗi anh em, xài rất ok nha anh em. Cái này nồi đồng có đá không, xài cũng dặn ra nha. Con này dặn ngược lại bên kia, nó dặn ngược cái kim đồng hồ là nó vô, dặn theo kim đồng hồ là nó ra. Đó. Xài con này là 8.000 luôn ha, cũng 8.000 luôn nha anh em. Mobile là mobile sống ha, cước quê. Thì con này mình sẽ vệ sinh lại nha, nhẹ nhẹ lại xíu cho anh em. Nè, con này được cũng dòng tua 4.8 ha. Ráp cũng 8-16 kg, nó giống chung là nặng nó cũng 480 g, nó cũng giống như con kia vậy đó. Ha. Giống như con kia nhưng mà cái đài với body nó nhiều anh em ta không chịu là màu đen ha. Cái câu mà màu đen người ta không chịu, môn thủy mà. Đó, số dây số 7 vô 190 m. Số 6 vô là 230 m ha, dây số 8 thì vô 150 m. Thì con này nó có size tương đương là 8.000 nha anh em. Made in Japan hết ha, made in Japan hết trơn nha. Đài qua cơ tum ICM 4. Nó có mặt đạn thì con kia thì nó là Siêu Linh 2000. Rồi thì mình con này thì mình còn một con nha anh em. Bao nhung nó vẫn còn ok đầy đủ nha anh em. Nè, bao nhung phụ kiện nói chung là đầy đủ hết. Thì mình lên mình giới thiệu cho anh em để mình bán hết mấy con này ha. Đó, thì anh em nào được thì anh em cứ lấy ha, không được thì anh em để anh em khác, anh em được anh em đá nha. Rồi video xin kết thúc tại đây nha anh em. Đó, hàng quá thì tuần sau ha, chắc khoảng có thể là đầu tuần, có thể là đầu tuần sau mình sẽ lên video hàng về, hàng mới về mình giới thiệu cho anh em nha. Hàng mà chắc hàng thì hàng đã sử dụng rồi nha, còn hàng mà chưa sử dụng như này thì đợt này về rất ít. Đó. Thì video xin kết thúc tại đây nha anh em. Nhớ đăng ký và chia sẻ để ủng hộ shop nha anh em. Anh em nào mới xem thì nhớ đăng ký. Đó, anh em đăng ký để mai mốt mình có lên shop, có lên video thì nó sẽ thông báo cho anh em nha. Anh em nhớ bật nút chuông nha anh em. Đăng ký không rồi bật nút chuông, nó nằm mé bên bên dưới ha, nó ngang với cái nút đăng ký. Đó, anh em bấm nút chuông vô thì nó sẽ báo cho anh em.
Rồi, video xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các anh em. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ nha. Đi câu có nhiều cá. Đi câu thì gặp nhiều may mắn. Rồi, xin chào tất cả anh em.